Kaya. Vô dụng thôi, anh ấy sẽ bị treo cho đó mất. Tập 10, sự trung thành. Ôi trời đất rồi. Gì vậy? Chúng ta đã thu thập đủ các mảnh đá, nhưng tại sao viên đá vẫn chưa phát huy sức mạnh? Có lẽ còn vài mảnh nhỏ nằm ở đâu đó mà chúng ta chưa tìm được. Không thể nào, ta chắc chắn chúng ta đã thu thập đủ. Cứ vậy thì còn lâu mới đánh bại được Gomosaurus. Garrus. Emily, coi Roro nè, cậu ấy cư xử kỳ lạ lắm á. Emily, nhìn cậu ta như quả bom á, mà còn là bom sắp nổ nữa. Đừng có ngu ngốc như vậy, sao cậu có thể nói thế? Mình ngốc quá đi mất. Mà nè, mình nghĩ phù thủy phương Bắc có chuyện rồi. Bộ đếm giờ cũng sắp đếm xong, nên giờ mình sẽ tới chỗ phù thủy phương Bắc. Ý hay đó, tụi mình cũng nên tới đó ngay. Nếu may mắn, biết đâu chúng ta sẽ tìm được cách lấy lại sức mạnh cho đá rồng. Đúng vậy, tụi mình sẽ chờ các cậu ở đó. Sao rồi, Leo? Leo sắp sửa xong hết động cơ rồi. Mày quá đi mất. Nhưng chuyện là hệ thống khởi động này không thể sửa được nữa. Hả? Nhưng thiếu nó thì sao khởi động được? Bây giờ phải làm sao? Cái người hết cách rồi hả? Vậy ngươi có cách nào không? Ta biết chỗ có thể tìm được động cơ cho Treon, nhưng để tới được chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta phải thử chứ. Đúng vậy, Treon luôn giúp đỡ chúng ta, giờ chúng ta phải giúp lại nó. Chỉ cần Grace muốn thì Leo sẵn sàng đi với cậu tới bất kỳ đâu. Đồng ý, ngươi dẫn tụi ta tới đó được chứ? Khi bộ đếm giờ kết thúc, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ta. Bên dưới chúng ta có thứ gì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai thấy nơi này tỏa ra sát khí rất đáng sợ không? Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào? Gomosaurus cần Dino để chế tạo quái vật cho ông ta. Đây là nơi tập hợp các Dino. Kia là tháp điện từ, một cái bẫy công suất lớn để bẫy các Dino hoang dã. Vậy săn bắt Dino đúng là lũ thợ săn độc ác mà. Không thể tin được một nơi như vậy vẫn còn tồn tại. Hầu hết các Treon được dùng để vận chuyển các Dino sau khi bị bắt. Các Treon còn hoạt động được chắc chỉ ở đâu đó gần tháp điện từ mà thôi. Vậy để tôi bay qua đó. Ngươi không nên làm vậy thì hơn. Cậu chủ ơi, coi nè, Leo tìm thấy một quả trứng Dino. Leo. Quả trứng này vừa đẹp vừa ấm, chắc bên trong có một Dino dễ thương lắm. Cho mình coi với. Cẩn thận, tránh ra.
chúng ta cần phải cảnh giác. Quả bom đó nằm trong hệ thống an ninh đó. Chạy! Suýt nữa thì bị bắn trúng rồi. Cái tháp điện đó bự thật đó. Coi kìa, một cái Trion. Giờ đã, Red. Đi chẳng lên mà. Tia điện đó quá mạnh. Này Red, cậu không sao chứ? Cũng nhờ cậu đó. Tháp ở trung tâm là tháp mạnh nhất ta từng thấy, nhưng khiên của người chống không nổi nữa đâu. Thì ta biết, nhưng đâu còn cách nào khác. Mau lên đi. Xong, lấy được mô tơ khởi động rồi. Mình không chịu được nữa rồi. Chạy đi. Hả? Không thể tin nổi, dưới này lại có một động cơ khổng lồ như vậy. Hả? Cái gì đây? Mình phải nói chuyện này cho Red ngay. Red, chúng ta phải biến hình ngay. Cosmosaurus. Cậu ta sao vậy? Cosmosaurus. Dù ngươi đã làm ta thất vọng, nhưng ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi chịu quy hàng bọn tôi. Tôi sẽ không bao giờ chiến đấu cho ông. Ngược lại tôi sẽ đánh bại ông. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Vậy thì nhớ có khóc khi mà ta nghiền nát ngươi. Dino cơ giới, như vậy cũng đòi thắng tôi sao? Thứ người khao khát bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt ngươi kìa. Không đời nào, còn lâu tôi mới tin ông. Đúng vậy, giờ ngươi đã nằm gọn trong tay ta rồi. Ken thật sự không sao chứ? Này các cậu, giúp cậu ta thôi. Được. Được. Tất cả sẵn sàng. Biến hình. Học nhất đại lô chỉ đại. Học nhất đại lô học nhất. Ken, tụi tao
tôi sẽ giúp anh. Trước tiên hãy hạ tên đó, rồi tới Cosmosaurus. Kit, anh đang làm gì vậy? Đưa viên đá rồng cho ta. Kit, bỏ đi Red, quên cậu ta đi. Hay là đồ hai mặt. Nghe này, tôi cũng đã từng tin cậu ta, nhưng cậu ta là đồ phản bội. Đâu có. Thôi nào, mở mắt ra coi đi. Cậu ta đã chọn bóng tối rồi. Cây, không, sao ngươi có thể làm như vậy? Ta thật sự xin lỗi, nhưng ta còn phải bảo vệ cho một người nữa. Đó chỉ là một cái cớ thôi. Thứ ngươi quan tâm chính là sức mạnh của ngươi đó. Sao? Coi kìa, đồng hồ đang đếm ngựa. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Phù thủy, mày làm sao vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi. Rốt cuộc là chúng ta đang ở đâu vậy? Rex, mau coi kìa, đồng hồ chạy lại rồi. Ngày tháng trên đó nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đang ở quá khứ của Dino. Quá khứ của Dino? Phải, chúng ta vừa quay lại hành tinh Dino vào 10 năm trước. 10 năm trước? Chậu đã, tiếng động đó có phải là... Mang cho tôi ra khỏi đây ngay. Đó là giọng nói của Emily đúng không? Hình như là cánh cửa này hỏng rồi cho nên không mở được. Nghe như âm thanh của một vụ nổ lớn vậy. John và tôi sẽ ở lại đây tìm cách cứu Emily. Các cậu mau ra ngoài coi có chuyện gì đi. Tuân lệnh. The Infernal. Đã lấy nè. Bánh xe lóc xoay. Tụi tôi tới ngay đây. Dạ. Dạ. Hợp nhất đại nô xuất sinh. Dạ. Ngươi là bậc thầy Dino? Phải, tương lai tôi khá là nổi tiếng đó. Chào đã, Ken. Bậc thầy Dino, ai cho ngươi quyền quay trở lại sau tất cả mọi chuyện này hả? Tôi cũng không rõ, chắc là lỗ hổng thời gian nào đó. Ngươi ở đâu khi chúng ta cần ngươi nhất? Khi hành tinh này bị tấn công, năng lượng bóng tối đã nuốt chửng mọi ngóc ngách ở nơi đây. Cả thành phố bị tập kích. Chính mắt ta đã chứng kiến tất cả. Rồi chúng bắt cóc em gái ta, đưa đi mất. Trong lúc đó thì bậc thầy Dino nhà ngươi lại chẳng thấy đâu hết. Ken, chúng ta không cần ngươi giúp đỡ nữa. Đồ vô dụng. Chờ đã, Ken. Đừng đuổi theo, cứ để cậu ta đi. Ken nói chúng đã bắt cóc em gái anh ấy, chúng ta phải giúp Ken. Cậu đã quên rồi sao? Cậu ta đã phản bội chúng ta. Cậu ta không xứng đáng được giúp đỡ. Hơn nữa, đây là quá khứ, ta cần phải cẩn thận. Nếu không ta sẽ làm đảo lộn cả tương lai. Thôi nào, bây giờ chúng ta giúp anh ấy, rồi tương lai anh ấy sẽ giúp lại chúng ta mà.
Rex nói có lý đó. Ông cũng đồng ý sao? Rất có thể những gì ta làm hôm nay sẽ có ảnh hưởng tốt tới tương lai. Hả? Ta chẳng muốn giúp chàng ngươi đâu ha. Gì? Chào anh bạn. Giờ ta cùng một phe nha. Mau mở cánh cửa này ra đi. Mình đang cố hết sức đây. John, cậu chắc là cậu sửa được chứ? Tất nhiên. Tôi nghĩ là chắc là có trục trặc gì đó với bộ mạch vận hành động cơ. Tôi đoán khả năng cao là vậy. Cho nên tôi chỉ cần nói ngược mạch điện lại là cánh cửa sẽ mở ra ngay. Ờ, phải rồi. Thử nói mạch này qua đây coi. Không, không được rồi. Vậy thì nói thử cách này xem sao. Vẫn không có tác dụng. Cậu đứng lùi sang một bên kia đi. Hả? Ê, Regina, cậu tính làm gì với cái búa đó vậy? Cái cậu không cứu mình mà đứng đó nước ngoài hả? Có đôi khi cách giải quyết tốt nhất lại chính là cách đơn giản nhất mà. Này chờ đã. Tới giờ đắp rồi. Hãy hệ thống vừa phải chịu giá đập mạnh, kích hoạt cơ chế bảo vệ phụ trợ. Thấy chưa, dễ như ăn kẹo. Cậu tính phá hủy con tàu hả John? Nó đang phản ứng rồi kìa. Là tôi làm đó. Emily, nhưng nhìn cậu hơi cánh cửa ở đây sao? Dino nô lệ dùng một lối vào để tới đây mở cuộc tấn công. Lối này dễ vô hơn những lối khác vì nó nguy hiểm hơn. Được rồi đó, mọi người lùi lại đi. Ôi trời, nó chẳng xi nhê gì hết trơn. Tôi thấy có cái gì đó đáng ngờ lắm. Chúng ta không nên vội vã nhảy xuống. Không có thời gian tìm lối khác đâu. Ai nhát thì cứ ở lại đây đi. Wow, Ken, Akan, mau nhảy thôi. Biết ngay là cậu ta bị bắt mà. Các cậu biến hình thôi. Mình không chém được vì hắn đang giữ kem trong tay. Không cần lo lắng cho tôi, cứ tấn công đi. Nhưng tôi... Cậu nghe rồi đó, đừng để cậu ta phải nhắc lại lần nữa. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Anh kiếm hoàng đế. Leo lên nào. Toàn là anh. Đã được rồi. Giờ thì hết khiên chắn để dùng rồi nha. Inferno Sway. Mục tiêu hoàn toàn bị tiêu diệt. Ủa, Emily, cậu nhỏ lại thành con nít rồi. Mình nhỏ lại thật rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ khi mà chúng ta quay lại 10 năm trước, cậu bị kẹt ở ngoài cho nên là cậu... Động cơ chính đã phục hồi, khởi động quá trình tìm kiếm đích đến tiếp theo. Tụi này mới là người quyết định sẽ đi đâu. Hoàn thành tìm kiếm, tất cả sẽ quay lại điểm khởi đầu sau 5 phút nữa. Ở đây yên tĩnh quá, dấu hiệu chẳng lành. Mọi người hãy cẩn thận đó. Các cậu, coi cái tượng cây dị này nè. Rex, cậu nghe thấy mình không? Emily, nhìn cậu nhỏ xíu hả? Đúng vậy nè, Emily biến thành con nít rồi. Đó để sao nói đây. Nghe nè, con tàu sắp khởi hành rồi. Từ giờ tới lúc đó thì chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cái gì? Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa để... Emily. Hả?
Hả? Em gái Kem chính là Kaya sao? Kaya. Vô dụng thôi, anh ấy sẽ bị kéo từ đó mất. Kaya. Không, Komosaurus kìa. Kate, anh không sao chứ? Ta bị kẹt rồi, phải tìm cách thoát ra ngay, nếu không ta sẽ chết hết. Có chuyện gì vậy? Cậu chủ, ai càng biến mất rồi? Phù thủy Phương Bắc đang triệu hồi chúng ta về tàu. Nhưng chúng ta không thể để Ken ở đây một mình được. Thần rộng, leo. Chờ đã, rốt cuộc các người là ai? Tụi tôi là... Vậy là ngươi cũng chuẩn bị biến mất giống họ hay sao? Ken, chuyện này có hơi khó giải thích, nhưng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tới lúc đó, tôi hứa với anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Kaya. Nếu vậy, ta sẽ nhớ lời hứa đó. Không thể nào. Bất thầy Dino, ngươi vẫn không quên lời hứa đó với ta chứ? Ken. Hả? Hình như chúng ta đã thay đổi tương lai rồi. Cosmosaurus, hắn đã dùng em gái để uy hiếp ta. Dùng Kaya sao? Vậy là nô lệ Dino đó do Kaya điều khiển hả? Kaya, tỉnh lại đi. Vô ích thôi. Bây giờ Kaya đã hoàn toàn bị năng lượng bóng tối chế ngự rồi. Chỉ có người mới có thể giúp em ấy quay trở về với ánh sáng mà thôi. Ta trả lại cho người viên đá trồng này. Ôi Ken, cũng nhờ có anh mà mọi người tìm được đủ số đá rồi. Phải, ta giao Kaya cho người. Chuông bảo cải đã động. Thần rồng tiến hóa. Đây rồi, chúng tôi hợp nhất. Đây là sức mạnh hợp nhất. Đây là một trận chiến chung vui. Chiến đấu thôi. Yeah. Xóa tan bóng tối với sức mạnh của ánh sáng. Ánh sáng thiên hà. Kaya. Ken, anh đi rồi. Kaya, anh quay lại cứu em sao? Đúng là bọn ngốc. Rồi các ngươi sẽ hối hận vì từ bỏ sức mạnh bóng tối.
Kích hoạt năng lượng khẩn cấp, ngăn chặn bộ máy quỷ diệt. Xin nhập nhận diện bằng giọng nói. Được rồi. Phù thủy Phương Bắc khởi động hệ thống chiến đấu. Giọng nói không trùng khớp. Hả? Cô không nhận ra tôi sao? Tôi chính là chỉ huy đây mà. Không trùng khớp. Mình nghĩ là cô ta không nhận ra vì bây giờ cậu nhỏ lại rồi. Mình hiểu rồi. Phù thủy Phương Bắc khởi động. Giọng nói không khớp. Nè Emily, cậu bình tĩnh đi. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của bóng tối. Với tất cả số viên đá rồng trong tay, đã tới lúc ông phải đầu hàng rồi. Bọn ta sẽ không để cho bất kỳ ai bị bóng tối của nhà ngươi chế ngự nữa. Làm vậy cũng vô ích thôi. Đứng lại. Akin, Liêu. Yeah. Đây luôn, siêu mạnh. Kaya, tỉnh lại đi. Đây là đâu? Hả? Rex. Em đừng lo Kaya, chúng ta có thể thắng mà. Thần rồng đã lấy lại sức mạnh rồi. Đừng mà. Hả? Rex, nguy hiểm lắm đó. Hả? Đau quá, ôi đau quá đi. Ta sợ quá cơ. Đây là sức mạnh ánh sáng mà nhà ngươi nói sao? Ghê gớm chưa? Ông muốn nói cái gì hả? Ngươi phạm phải sai lầm rồi, không thắng được đâu. Chồng 10 năm trước, ngày mà Rex và anh trai tới cứu tôi. Lúc đó, Cosmosaurus đã phát hiện ra thần rồng và nhắm vào ông ấy. Cosmosaurus, hắn ta biết tất cả mọi thứ sao? Ôi, Rex ơi. Sức mạnh của nguồn sáng đến từ các vì sao trong vũ trụ. Ngay lúc này, vũ trụ bị bao bọc bởi bóng tối, cho nên viên đá đã hoàn toàn bị suy yếu. Người nói không hề sai. Trong suốt 10 năm qua, ta đã xâm chiếm toàn bộ ánh sáng trong vũ trụ và bóng tối. Mau im đi. Như vậy thì sao chứ? Các ngươi chỉ nằm trong lòng bàn tay ta thôi. Akin, Leo, mau dùng đại bác siêu khủng. Được rồi, hành động thôi. Chúng ta sẽ thắng. Tập hợp ánh sáng, bảo vệ vũ trụ này. Vô ích thôi. Sức mạnh của các ngươi đã không đủ để đấu với ta nữa thôi. Những thứ này chỉ mới là bắt đầu thôi. Chưa gì đã hết sức thả vật thầy trái cô. Rex, chúng ta phải giúp họ. Khởi động đi mà. Làm ơn, tôi ra lệnh cho cô đó, giúp tôi đi mà. Giọng nói được nhận diện, yêu cầu chấp nhận. Ta sẽ làm cho các ngươi không thể hợp nhất được nữa. Các ngươi chỉ còn khiên trắng này thôi sao? Tôi không thể di chuyển được thần rồng. Đúng đó, không cầm cự được lâu hơn nữa đâu.
Sau khi bỏ phục về, chúng ta sẽ không còn đủ sức mạnh để hợp nhất nữa. Vậy phải làm sao? Ánh sáng của thế giới này bị bóng tối ngăn chặn, nhưng vẫn chưa mất. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì ánh sáng sẽ lại hồi sinh. Còn lại trông cậy cho mọi người. Ngươi ăn mừng quá sớm rồi, Komosaurus. Ngươi nên từ bỏ đi. Sao lại như vậy? Đây là món quà cuối cùng của ta. Thân dòng Titanos, nhà ngươi đã bật chế độ tự hủy diệt viên đá rồi sao? Để trừ khử được ngươi, dù có phải đánh đổi bản thân, ta cũng sẽ làm. Không được, như vậy thần rồng sẽ mất mạng thiệt đó. Không, đừng mà. Đừng mất niềm tin, hãy cứ chiến binh. Không, thần rồng. Thần rồng. Tội nghiệp quá. Ta liều với mi. Nhân kiếm hoàng đế. Chuyện gì vậy? Trò này cũng không vui chút nào. Không, Akan. Không được động tới Chris. Một phiền phức này thật là... Không! Ông mau chết đi! Cháu chủ ca chân! Leo không! Leo tỉnh lại đi! Mình không sao. Cosmosaurus. Từ bỏ đi thằng nhóc. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật là buồn cười. Người mất hết hy vọng rồi. Bất thầy đai nô thua cuộc. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Từ bây giờ vũ trụ là của ta. Ôi, ôi, trở lại rồi. 13 trận chiến đại đồ cuối cùng. Cả vũ trụ này bây giờ sẽ thuộc về Cosmosaurus. Rex, cậu phải đứng lên. Chiến đấu đi mà.
Tôi chỉ sợ sẽ tiếp tục mất đi những người bạn. Tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao thần rồng và những người khác họ hy sinh bản thân để bảo vệ cậu. Khi tôi tới trái đất để đưa chuông báo cho cậu, tôi chưa từng nghĩ cậu có thể chiến thắng. Nhìn cách cậu vui vẻ, lúc nào cũng ngây thơ, trẻ con nữa chứ. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu có trái tim thuần khiết. Tôi tin cậu hơn bất cứ ai. Bậc thầy Dino Rex, chiến đấu đi. Bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Và khi bọn tôi vẫn ở đây, cậu cũng không được bỏ cuộc. Rakina, được rồi, thân rồng đã từng nói chỉ cần mình không bỏ cuộc thì ánh sáng sẽ không bao giờ biến mất. Cậu cháu, chưa một ai từ bỏ niềm hy vọng đặt ở nơi cậu hết á. Rex. Hả? Thần rồng. Các cư dân của hành tinh Dino đang tập hợp tất cả ánh sáng của niềm hy vọng và ý chí. Cảm giác thật tuyệt vời. Ánh sáng hy vọng do mọi người gửi tới. Chuông báo khởi động. Thần rồng tiến hóa. Kết thúc rồi, thiết lập lại trật tự mới. Người đúng là cố chấp. Đừng hòng đạt được mục đích, Commodus. Ta sẽ khiến người biến mất mãi mãi. Ngươi đừng phí thời gian và công sức nữa. Đây là không gian bóng tối do ta tạo ra. Ngươi không thể nào thoát ra được đâu. Cũng tốt thôi, vậy giải quyết ở đây luôn đi. Sau đó tôi sẽ tự thoát ra. Để coi ngươi mạnh miệng được bao lâu. Cố lên Dress, cậu làm được mà. Ta sẽ dập tắt tất cả ánh sáng trong vũ trụ. Không có ánh sáng làm sao có bóng tối hả đồ ngốc? Ngươi nghĩ chỉ với một viên đá thiên hà có thể ngăn được ta hay sao? Hả? Sức mạnh của ta là năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Ta sẽ thâu tóm tất cả mọi thứ trong tay mình. Đừng có mơ.
Mọi người cẩn thận. Nhà ngươi hãy nếm mùi vị sức mạnh vô cực kỳ. Tất cả ánh sáng từ những gì sao vũ trụ đang biến thành bóng tối rồi. Phải ngăn hắn lại. Chúng ta đều có ánh sáng, là ánh sáng của hy vọng. Mỗi một người đều sở hữu nó. Ánh sáng đó chứa sức mạnh vô cùng lớn hơn bất cứ ngôi sao nào khác. Không cần biết tối tăm ra sao và nỗi sợ lớn thế nào, Rex, không một ai có thể dập tắt ánh sáng. Lên đây đi, ta sẽ giết hết cùng một lúc. Đó, sao lại như vậy? Thanh kiếm trọng cùng thanh kiếm thiên hà đang nạp năng lượng và hợp thành một. Người có làm gì cũng vô ích thôi. Ông cũng chỉ là một phần của vũ trụ này thôi. Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là bậc thầy đại nô vô dụng. Không thể nào như vậy. Tại sao chứ? Không, 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 không! Hay lắm! Sức mạnh của Cosmos Aurora đã bị phong ấn trong thanh kiếm này. Những năng lượng tập hợp trong lỗ đen bóng tối bị phát nổ kìa. Chúng ta phải ngăn nó lại ngay. Đi thôi Thần Rồng. Không, Rex, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Cậu đi đi. Thần Rồng, muốn ngăn cản những lỗ đen bóng tối phát nổ thì chỉ có một cách, là quỷ diễn nó từ bên trong. Thần Rồng. Rex, được chiến đấu cùng với cậu tôi rất vui. Ôi, cảm giác thật là tuyệt vời. Ở bờ biển chỉ có hai chúng ta, là cậu và mình thôi. Rex, không gian này làm mình vừa nghĩ tới pizza và một ly coca lạnh. Rex à, hôm nay cậu hãy dành thời gian cho hai chúng ta đi nha. Ken, Kaya, mọi người đều tới rồi hả? Đúng rồi, John nói là hai cậu đang ở đây. Ăn pizza, phải ăn cùng bạn bè mới ngon chứ. Tôi vừa nghĩ tới bánh pizza xong thì mọi người xuất hiện luôn đó. John, cậu không biết cái gì gọi là tinh tế hả? Mình thấy đây chính là địa điểm lý tưởng để mà ngắm hành tinh đen ngô đó. Wow, đúng đó, nhìn thấy rõ quá đi. Cuộc chiến tuy rất là căng thẳng, nhưng trái đất và hành tinh Dino ngày càng gần hơn. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Phải đó, từ giờ tôi có thể tới trái đất thăm Red nhiều hơn. Chị nói cái gì vậy Kaya? Red là của tôi đó nha. Nè tụi con, qua lấy bánh pizza ăn đi. Ngon quá. Ngon quá đi. Còn bóng biển, hấp dẫn thật đó. Thống trị thế giới. Mỗi lần bánh pizza tập chính cạm bẫy bóng ma.
Komosaurus. Chỉ là thần rồng. Ông ấy nói trong túi da của anh có mùi gì đó, chắc chắn là có đồ ăn rồi. Cũng có thể không phải thức ăn đâu. Xin lỗi nhà Ken. Ngươi không nên cử động nhiều quá đâu. Đột nhiên ngươi ngất xỉu nên mọi người mới đưa ngươi về đây đó. Ta không cần ngươi giúp. Không có chi. Ken nè, trong đó có gì vậy? Anh muốn một bình hưởng hết chứ gì. Ta ngửi được nè. Xin lỗi nha, lương khô hết rồi. Với lại mấy ngày qua chưa ai có gì bỏ bụng. Cái này là thạch Dino. Lương khô khẩn cấp cho thợ săn Dino. Chỉ một viên thôi cũng có thể sống cả tuần. Nhưng trước khi ăn, các người phải biết là sao vậy, của nó thấy ghê vậy. Chưa nói xong mà. Cái này làm từ đuôi thằn lằn phơi khô một tuần, sau đó hun khói bằng trâu dài nhất của một con mèo, và được luộc trong phân 3 ngày của Dino. Tôi thấy cũng ngon mà. Mà đúng rồi, ngươi thì làm gì ăn mấy thứ đồ bình thường đó chứ? Chỉ dành cho thợ săn Dino mà. Ngươi nói gì hả? Nè, có ai có nước không? Chúng ta đã hết cạn nước lâu lắm rồi. Nhìn kìa, đâu có phải hồ nước không? Kỳ lạ quá, sao tôi lại không nhìn thấy nó ở trên bản đồ ta? Nè Red, bên đó có đồ ăn kìa. Sao, đồ ăn hả? Có ăn được không? Phải kiểm tra thử xem. Trên, cậu cũng ăn thử đi. Tôi cảm ơn, mình ăn thịt no rồi. Mọi người nên cẩn thận, nhiều khi có độc đó. Ngon, ngon quá. Ngon thật đó. Đó là bánh ngọt dâu. Ăn một miếng thôi nha. Ăn ngon quá đi thôi. Cả Regina cũng ăn sao? Ngươi còn định đi theo ta tới bao giờ nữa? Ta không thể để ngươi đi lang thang một mình được. Chỗ này hoàn toàn không có trên bản đồ. Có thể là do không gian và bóng ma tạo ra đó. Vậy hả? Ngươi định đi tìm viên đá rồng một mình đó hả? Ta không hề muốn đi cùng lũ ngốc như các người làm gì. Chỉ thêm cản đường cản lối mà thôi. Hả? Là viên đá rồng. Đồ ăn gian, đứng lại đó. Bậc thầy Dino sẽ ăn cái cuối cùng này cho. Rest của tôi mà. Không đợi nào, tôi lấy nó trước rồi. Nè Red, Regina, không giống các cậu chút nào. Leo đâu mất rồi? Mau đưa đây, trước khi tôi nổi điên. Red, Regina, Leo đâu rồi? Hình như là có gì đó vụt qua. Thằng rồng. Red, Regina, mọi người đi đâu rồi trời? Trời ơi, chỗ đồ ăn biến mất rồi. Hả?
Bất thầy Dino Akan, nhà ngươi chỉ có như vậy thôi sao hả? Đừng có mà mơ. Chỉ là ta không thể đánh nhau với một kẻ bị thương mà thôi. Ngươi đúng là đồ vô dụng, chỉ được cái miệng mà thôi. Các người không xứng đáng có được viên đá rồng. Ta sẽ đem nó đi. Hả? Viên đá rồng biến mất rồi. Hả? Là một cái bẫy sao? Akan. John, chuyện gì vậy hả? Con ếch khổng lồ đó đã nuốt chửng Red, Regina và tất cả mọi người rồi. Cái gì? John! Các ngươi là một lũ yếu đuối vô dụng, để một mình ta lo liệu vậy? Mình bị thương rồi, không thể biến hình được. Làm sao đây? Hả? Kim trắng plasma. Tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ hết. Bây giờ không phải là lúc đem cái tôi ra nói chuyện đâu. Ngươi phải tấn công nó đi chứ. Ta biết, chỉ là ta quá đối thôi. Ta yếu rồi, không đủ sức chiến đấu nữa. Mau ăn đi. Hả? Thành Dino hả? Nếu không chiến đấu đàng hoàng thì chúng ta sẽ làm mồi cho nó. Mau ăn đi. Ta không thể ăn được. Ghê quá. Akan, bỏ khiên ra. Hả? Cái gì? Ta có quà cho con ếch chết đói nó đây nè. Được rồi, ta tin ở ngươi. Mau lên đi. Ăn đi. Có chân. Hả? Có chuyện gì vậy? Không thể tin được, tất cả là cái bẫy của bóng ma. Ốc đảo, thức ăn, tất cả là ảo ảnh chú dùng để mà dụ dỗ chúng ta mà thôi, không phải thiệt đâu. Hả? Chỗ đồ ăn đó cũng là xạo hả? Ừ. Sao ngươi dám đem đồ ăn ra đùa giỡn kiểu đó? Không thể tha thứ được. Dino trăm tuổi hợp nhất. Dino đại dương sư phụ hợp nhất. Dino hoàng đế trăm tuổi. Đã tới lúc nhà ngươi lộ diện rồi đó. Không tệ đâu, lần này tới bọn ta. Đang đông kinh bản. Hả? Coi nè, chúng ta đã có tất cả viên đá rồng rồi. Yeah.
hả? Hả? Là viên đá rồng. Nhưng tại sao? Đừng có tự mạn nữa. Ta chỉ là tò mò muốn biết các ngươi có thật sự xứng đáng sở hữu viên đá rồng này hay không mà thôi. Rex, mau kết hợp viên đá của Khanh với của chúng ta đi. Ừ, được rồi, mau làm thôi. Hay lắm, đã tới lúc ta phải ra tay rồi. Tám mang đầu bóng ma. Đây là đâu? Trở lại bình thường rồi hả? Mất sức mạnh rồi sao? Ngươi không là cái đinh gì với ta đâu. Chúng ta có khách kìa. Chắc cần ta giúp đỡ hả? Phải rồi, ta cũng tự có thể lo liệu được mà. Là ngươi tự nghĩ ra mà thôi. Là Rakina, tín hiệu của Rakina. Không sao là tốt rồi. Rakina. Hình như là còn có ai khác nữa. Mình nữa, mình cũng muốn xem. Leo trên cho mình. Trở lên đây. Không lẽ đó là Ken? Chúng ta phải xuống đó thôi. Ngươi không cần giúp ta. Đây là cách ngươi cảm ơn đó hả? Tiêu diệt hết rồi. Bọn này đúng là phiền phức thật đó. Mệt rồi sao? Không đời nào đâu. Hả? Radar của mình. Nè, có chuyện gì vậy? Hả? Sao nó bự dữ vậy? Chúng ta nhỏ đi rồi. Ai đó? Bọn chúng không biết mệt hay sao vậy? Mau ra khỏi đây đi. Wow, cái radar bự quá đi. Khổng lồ. Hay là chúng ta nhỏ đi. Có phải là viên đá rồng đang ở gần đây hay không? Có thể nó muốn thử chúng ta có khả năng xử lý tình huống nếu cơ thể thu nhỏ đi hay không. Ồ, ở đây có dấu chân nè. Chắc chắn là của Rakina. Đi thôi. Nè, nhớ cẩn thận đó. Không biết sẽ gặp nguy hiểm gì đâu. Cuối cùng cũng thở được rồi. Hả?
Phải mau thoát khỏi đây thôi. Nhưng mà đi đường nào đây? Bên này. John, Leo, Rakina, sao cậu lại ở đây vậy? Rakina ơi, cậu không sao rồi? Rakina, cậu có bị thương không? Giờ không phải là lúc chào hỏi đâu. Mau tránh đường ra đi. Chạy đi, nhanh lên, chạy nhanh lên. Tìm cách gì đi chứ? Tôi đang cố điều khiển cái này nè. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Gần tới rồi, lối ra đằng kia, mau lên. Nè, dừng lại. Mình phải ra tay thôi. Tới lúc quỷ diệt ngươi rồi đây. Hay lắm Rakina. Mau đi theo tôi, nhanh lên. Chúng ta trở lại bình thường rồi nè. Hay quá đi, thoát rồi, thoát rồi. Nhưng vẫn còn bóng ma quái thú. Lại là gì nữa đây? Xem ra con kiến đó là một bóng ma. Đúng vậy đó, nó trốn trong đám kiến. Đó không phải kỹ năng tầm thường đâu, là sức mạnh của đá rồng. Cho nó thấy tài năng của chúng ta, mau biến hình. Được thôi. Kiến binh vĩ đại Megami Tarako, giao viên đá rồng ra, mau lên. Quên cách biến hình rồi sao hả? Ta có thể hạ gục nhà ngươi trong tích tắc. Cứ chờ rồi coi, rồi ngươi sẽ hối hận. Aken, tôi nghĩ nên giải quyết tên này trước đã. Bớt thầy Leo đang tới đây. Leo chờ đã. Gì vậy nè, nhỏ xíu vậy. Leo cẩn thận đó. Sao tự nhiên nó nặng vậy nè? Ngựa quá. Chim tiêu của nó có thể thay đổi kích cỡ mục tiêu. Hèn gì thanh kiếm của Red tự nhiên to lên. Tôi mà biến hình được là hắn tiêu đời rồi. Đừng có lo thần rồng, cứ để cho tôi xử lý đi. Tôi tới đây nè. Regina. Ta sẽ không chần chừ như Red đâu. Tốt hơn ngươi nên tự nguyện giao viên đá ra đi. Viên đá sẽ không thuộc về ngươi, nó là của ta. Regina, coi chừng. Ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Regina. Tới lượt ngươi. Ôi không, nè, đừng mở.
tôi đã trở lại rồi. Hả? Nè, mọi người ơi, không còn thời gian nữa. Hợp nhất cấp đội 4. Chuông bão khởi động. Hình rồng tiến hóa. Mọi người sẵn sàng chưa? Lên nào! Ánh sáng tâm lý sẽ cứu lấy chủ đề. Tìm Đại Nô siêu hạnh. Tôi đã trả nợ xong rồi. Không, ngươi vẫn còn một thứ chưa trả cho ta. Kèo. Ôi không, hắn cứu mình nên đã bị thương rồi. Kèo nào, Kèo tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Kèo.